Xin chào tất cả chị em. Gần đây thì khi mà Linh có thường xuyên quay video này, livestream ở trên Facebook của Linh ấy, thì có rất nhiều chị em đã hỏi Linh là vì sao bây giờ da Linh đã trắng sáng hơn, đã mịn hơn và nó đẹp hơn. Vậy bí kíp nó là gì? Bởi vì mọi người thấy rõ ràng là Linh livestream bằng camera thường thì có nghĩa rằng là nó không thể qua một cái chỉnh sửa nào hết. Và mọi người, đặc biệt là có những người bạn đó là khi gặp Linh ở ngoài đó thì thấy Linh là một người đàn ông mà thấy cái da nó sáng hơn, nó mịn hơn và nó đẹp hơn ấy, thì mọi người mới liên tục hỏi Linh là cái bí kíp nào để mà da Linh nó đẹp như vậy. Bởi vì nếu chúng ta vào Facebook của Linh đó, thấy của Linh 5 năm trước hay là 10 năm trước hay là đơn giản là 3-4 năm trước thôi, thì da của Linh nó thứ nhất là đen, thứ hai mụn rất là nhiều và nó cũng bị sạm rất là nhiều. Có là da của mình nó nhìn nó rất là kinh khủng. Và ngày xưa nhìn mình, lúc đó mình mới 24-25 tuổi thôi, nhưng mình nhìn cả giống như 35-36 tuổi đấy. Nhưng bây giờ mình đã là 32 tuổi rồi, nhưng mọi người nói là nhìn trẻ hơn so với tuổi rất là nhiều. Và da thường là độ tuổi đã lão hóa rồi, nhưng đàn ông thường thì lão hóa rất là nhiều. Đặc biệt là những cái người mà khoảng tầm 32 tuổi như Linh trở lên ấy, thì da nó càng lão hóa hơn, nó càng đen hơn, nó nhìn càng già dặn hơn. Nhưng của mọi người nhìn vào Linh thì thấy là Linh càng trẻ hơn rất nhiều. Vậy thì bí kíp của Linh dùng đó là gì? Thứ nhất, đó là Linh phải nói đến về cái sản phẩm, đó là viên uống trắng da này. Đây là sản phẩm mà Linh đã dùng và Linh đã thấy được cái hiệu quả nó rất là tốt. Phải nói rằng là Linh khi mà uống cái sản phẩm này đến từ Nhật ấy, Linh uống xong vài cái là nó thấy khoảng tầm 1 tháng ấy, sau 1 tháng đầu tiên ấy, thì Linh thấy da của Linh nó rõ ràng là nó rờ lên ấy, nó mịn hơn, nó gọi là nó mịn hơn này. Và cái thứ nhất, cái thứ hai đó là da của mình nó sáng lên và nó bắt đầu nó trắng dần lên. Mà trong lúc đó là Linh vẫn thường xuyên chơi thể thao, đó là bằng cách là Linh chơi mô tô nước rồi chơi flyboard ở ngoài sông Sài Gòn rất là nắng. Và nhưng vẫn Linh vẫn giữ được cái da của mình nó vẫn trắng sáng lên. Đó là nếu mà chúng ta chăm sóc da tốt hơn nữa ấy, thì chắc chắn da nó còn trắng hơn, nó đẹp hơn. Và đó là khi mà Linh đưa cái sản phẩm này về dùng ấy, thì đó là cái kết quả mà Linh đã nhận được. Và chắc chắn là sau 2 tháng nữa, 3 tháng nữa Linh sẽ quay những video tiếp và chúng ta sẽ nhìn thấy đó là da của Linh nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đúng chưa? Và Linh còn rất nhiều khách hàng ở tại Nhật Bản và Hàn Quốc cũng dùng cái sản phẩm này và mọi người đều review lại đó là da rất là đẹp, rất trắng sáng và mịn. Đó là cái sản phẩm này nó đã mang lại. Và tất cả sản phẩm này này được sản xuất ở tại Nhật Bản và phân phối duy nhất tại thị trường Nhật Bản. Nên chị em là chúng ta đang ở Nhật Bản thì chúng ta để lại tên và số điện thoại, Linh sẽ order và gửi cái sản phẩm này đến cho chúng ta. Ok, đó là cái thứ nhất là cái sản phẩm về cái trắng da này. Và khi chúng ta mua sản phẩm này để được là sản phẩm chính hãng nha anh chị, thì chúng ta phải cần phải xác định với Linh. Bởi vì có nhiều người họ lấy video của Linh đó, sau đó không phải là của nhà phân phối của Linh và họ lấy một cái sản phẩm giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng mà gửi đến chúng ta, rồi chúng ta dùng nó không đúng như vậy thì lúc đó nó rất ảnh hưởng đến Linh. Nên chúng ta cần phải xác định chính xác. Linh sẽ có một cái cuộc gọi với chúng ta, đó chính là sản phẩm chính hãng từ Linh. Thì lúc đó chúng ta hãy mua, bởi vì chúng ta ở trên thị trường hiện tại có rất nhiều hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thì khi mà chúng ta mua phải hàng giả thì điều đó nó không tốt một chút nào hết và nó ảnh hưởng tới uy tín của Linh. Và khi mà Linh review bất kỳ một cái sản phẩm nào, có nghĩa là sản phẩm đó nó phải chất lượng, nó phải tốt thì Linh mới chia sẻ lên, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín và cái thương hiệu của Linh. Và Linh kinh doanh đó là lâu dài, khi chúng ta đến không phải mua một lần mà chúng ta còn mua lần 2 lần 3, mua rất nhiều nữa. Nên chính vì vậy Linh muốn đưa tới cho chúng ta sản phẩm nào, đó là sản phẩm nó phải chất lượng. Nên đây là một cái sản phẩm rất trắng da và đây là sản phẩm nó thay đổi từ bên trong. Vậy thì để chúng ta có một cái chế độ chăm sóc da nó thật tốt, nó thật đẹp ấy, là khi ngoài chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta nên sử dụng kèm theo, đó là sản phẩm về máy rửa mặt Lumispa. Cái sản phẩm này nó sẽ giúp chúng ta làm trắng, làm sạch sâu từ bên trong đó. Thì da của chúng ta nó làm được sạch cái đó, thì lúc đó cái việc mà chúng ta đẩy những cái chất bẩn, chất cặn bã từ sâu trong lỗ chân lông, bởi vì cái chế độ này đó là xoay đảo chiều, thì nó sẽ làm sạch sâu từ bên trong. Đó là cái sản phẩm rửa mặt Lumispa, đó là chúng ta dùng kết hợp với cái này. Cái thứ hai đó là chúng ta dùng cái máy này. Thì máy này đó, nó thứ nhất nó là vừa làm sạch sâu, cái thứ hai là nó đưa những cái dưỡng chất, những cái tinh chất vào sâu bên trong, thì nó sẽ giúp da chúng ta rất là đẹp. Được chưa? Và nên là khi mà để chúng ta có một cái sản phẩm mà trắng da nó thật sự tốt, thật sự hữu hiệu đó, thì chúng ta dùng sản phẩm này. Và chúng ta có điều kiện tài chính tốt nữa thì chúng ta nên dùng kết hợp cùng với cả hai cái này. Thì lúc đó chắc chắn là da chúng ta nó sẽ đẹp. Nếu không đẹp cứ inbox với Linh, Linh sẽ hoàn trả tiền cho chúng ta khi mà chúng ta dùng được 3 tháng nha anh chị. Đó là chúng ta, và trước khi dùng á là chúng ta phải chụp hình. Sau đó 3 tháng chúng ta dùng, chúng ta chụp hình, thì nếu mà không có sự thay đổi, da chúng ta không sáng lên, nó không đẹp lên á, thì hãy inbox với Linh, Linh sẽ hoàn trả cho anh chị. Ok chưa? Nên để chúng ta có một làn da trắng sáng và mịn và đẹp thì chúng ta hãy để lại tên và số điện thoại dưới đoạn video clip.
và Linh cùng với ekip của Linh sẽ liên hệ và tư vấn cho anh chị để chúng ta có một cái chế độ chăm sóc da. Bởi vì da khô chúng ta dùng khác, da dầu chúng ta dùng khác và da nhạy cảm chúng ta dùng khác. Mỗi loại da chúng ta dùng khác nhau. Ok, và xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị nha. Rồi hãy để lại tên, số điện thoại và bấm subscribe vào kênh của Linh và share cái video này để cho nhiều người để có làn da trắng sáng và đẹp hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chị em.